Bạn chuẩn bị những mảnh giấy như này, hình vuông hoặc hình chữ nhật đều được. Sau đó bạn lấy tép dài bạn cuộn lại như này, cho hơi lỏng tay một chút, cũng như là tay một chút xuống lại các bạn. Đó, bỏ hết ra và làm một đầu bên này cũng như thế. Không cần làm cái gì, không cần nữa. Nhưng là nó có cuộc vào chân này. Vâng. Đó, cái hình như này. Sau đó, bạn lấy băng dính em ạ. Dán vào một đằng này. Đây. Cái hình như này. Bạn bóp. Bạn dính ra. Bạn dập nếp một chút ở đây. Nếp hai đầu. Và chỉnh cho cánh. Hoa cho nó tròn cánh một chút. Một bông hoa thì khoảng độ 12 cánh, hoặc nếu bạn thích to hơn thì bạn cho to hơn. Sau đó bạn lấy thép, cái thép dài tùy thuộc kích cỡ bạn, và bạn uốn một chút đầu cho cong như này cho giữ hoa nhị rơi. Sau đó bạn lấy từng cánh hoa và lắp ráp lại. Đây, lắp ráp lại. Cái lắp ráp thì tùy thuộc bạn lắp như nào thì cho nó đẹp. Chỉnh lại chỗ này thôi. Giờ thì đã được một cánh hoa như này. Đó. Bây giờ nó bạn cắt những, bạn lấy giấy vệ sinh hoặc là giấy ăn loại dài này, cắt thành đường dài như này. Đó. Bôi một chút hồ, một keo sữa. Cuốn chút keo sữa là bạn cuốn. Đây là cuốn cành. Bạn cứ xoay, một tay giữ dùng một tay cứ xoay. Cuốn chút hồ dưới. Được. Và cái đài hoa lên cho to một chút. Bạn quấn cho cái đài nó to về hơn một chút. To về đây. Được cả nhà. Quấn cành cho bạn tùy theo cách to hơn. Chứ bạn quấn to, quấn thích nhỏ thì bạn quấn nhỏ. Rồi đó. Miếng đài như thế này, đài như này, ôi hồ, vòng xung quanh, sau đó bạn dán vào đây.
Chị ạ, cho đẹp. Rồi lại lấy giấy cuốn kẻ màu xanh. Kẻ màu xanh này. Vậy cuốn lại. Cuốn màu xanh thì che bớt cái màu trắng đi. Đó. Và đây là một chiếc lá. Chiếc lá tôi đã cắt sẵn và bỏ đính cuống lá vào sẵn. Vậy thì còn cái trần trắng này là keo sữa. Đính thì đính lá với cả cái cành là thôi. Để một thời gian sau nó sẽ khô và sẽ có màu trong. Để vào đây. Đây này. Cuốn lại. Đó. Đây, bẻ cái này. Chờ khô nữa, bẻ cái này cho ra một chút. Cái lá thì bạn có thể thêm hoặc như lá hồng thêm ba hai để thêm ba lá hoặc năm lá hồng cũng thêm với chị làm tạm trước đi. Đó. Còn nếu mà muốn bó thì bó như này, đây bó như thế này để tới làm từng cái sau đó bó lên. Đó. Bó xong quấn cái giấy ăn là nó to thêm một chút, to thêm một chút. Sau đó bạn bọc tùy theo sản phẩm của bạn. Lá, diêm, xôi, chè.